Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ bảy, Arizona Mountain Time, Bắc Mỹ. Chúc các đồng chí và anh chị các bạn một cuối tuần vui vẻ. Thì nói chung nước Mỹ thì cũng vậy thôi anh chị các bạn. Cuộc sống thì ở bên này mà, ở những cái xứ tư bản thì đời sống nó rất là hối hả. Nó con người ta cơm áo gạo tiền mà, nó không phải giống như mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, nó lên mạng nó nổ đâu, nó không phải vậy đâu. Nhiều khi các bạn nghĩ là ô tôi qua xứ tư bản là tôi là lên tới thiên đàng rồi, thật sự nó có nhiều khi nó cũng phũ phàng lắm. Cái gì nó cũng phải trả một cái giá rất là đắt, nhất là cái xứ tư bản. Mà trong khi đó tôi thấy ở Việt Nam các bạn đang thừa hưởng được một cái quyền rất là lớn, mà nhiều khi tại cái quyền rất là nhiều, rất là tốt đẹp với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Mà nhiều khi anh chị các bạn lên mạng, tôi thấy anh chị các bạn phàn nàn tại sao thế này thế nọ thế kia. Nhiều khi tôi thấy anh chị các bạn ngay cả những cái vấn đề mà giá xăng dầu mà tăng ở trong Việt Nam lên chỉ có 1.000 thôi, và các bạn lên mạng các bạn phàn nàn rồi, các bạn tại sao ông nhà nước Việt Nam mà tăng tiền xăng tiền thế này thế nọ. Anh chị em các bạn biết 1.000 đồng, tôi thấy so ra đời sống ở Việt Nam thì 1.000 đồng ở đâu có bao nhiêu đâu. Cái đó là nó cũng phụ giúp vào trong cái nó cũng trong cái công cuộc phát triển đất nước, tại vì giá dầu nhiều khi nó tăng theo cái thị trường quốc tế. Anh chị em các bạn ở Việt Nam các bạn xài xăng dầu, mặc dù cái giá của nó, tôi theo tôi á, thì cái trong cái kinh tế xã hội Việt Nam các bạn xài như vậy là rất là lợi, tại vì cái phương tiện ở Việt Nam sử dụng xăng dầu á, nó ít hao tốn hơn ở bên Mỹ. Các bạn đi một chiếc xe Honda, xe máy có thể tôi nói chạy ha, tốn xăng dầu đổ một lít xăng chạy cả ngày trời không hết. Tôi về Việt Nam tôi chạy chiếc Honda PCX, tôi chạy từ ở Bảo Lộc tôi chạy về Mỹ Tho đó, anh chị em các bạn biết tôi đổ bình xăng có đầy bình xăng có khoảng 120 ngàn, tôi chạy về còn không hết rồi. Các bạn nghĩ đi, cái vấn đề xăng dầu Việt Nam nhiều khi các bạn cho là mắc, nhưng mà so ra cái vấn đề mà cái kinh tế đó, nó nói gì vấn đề kinh tế đó, mình so ra giá cả thì nó trên là chút xíu với bên Mỹ, nhưng mà các bạn so về kinh tế ở Việt Nam xài rất là ít hao. Các bạn biết ở bên Mỹ xe nó chạy cực kỳ tốn xăng, tại vì máy của nó là máy lớn không à, ngay cả xe Honda xe máy của nó gì nó lớn, phân khối nó rất là lớn, xe của nó 6 máy 8 máy 4 máy 4 máy lớn, mà nó đi đường xa đường dài, cho nên anh chị các bạn biết ở bên Mỹ xăng nó chỉ cần lên, nó chỉ cần nhích 5 xu với 10 xu thôi, hay gọi là 5 sen đến 10 sen thôi, là nó bị ảnh hưởng tới đời sống của người dân Mỹ. Nó ảnh hưởng, các bạn biết là người ta phải thắt lưng cột bụng, tại vì đời sống ở Mỹ cái phương tiện giao thông anh chị các bạn biết, đi ra khỏi nhà là phải lái xe đường xá xe cộ. Tôi nói mùa đông, mùa hè cũng vậy, mùa hè xài còn hao xăng nữa. Anh chị em các bạn biết mùa hè đó, xăng nó còn lên giá mạnh hơn mùa đông. Tại vì mùa hè hàng Mỹ đó, nó đổi cái dòng hệ xăng của nó đổ một cái chất gì tôi quên rồi, ethanol gì đó. Chất cồn vô để đặng nó giảm bớt cái vấn đề ô nhiễm á. Khi mà nó pha cái mùa hè để đặng chạy cho cái mùa hè, thì xăng lại mắc hơn cái mùa đông. Cho nên xăng, tôi nói ở trong nước Việt Nam, những cái người dân mà trung lưu đó, dân mà đời sống trung lưu, dân lao động phổ thông đó, được thừa hưởng rất là nhiều quyền lợi. Mà một cách tôi nói, hay tôi về tôi thấy phải nói là giật mình, ở bên Mỹ này không có đâu. Ông cũng như thằng mày cũng như tao thôi, thằng nào đi làm thì phải đóng thuế, và mọi người đều phải bằng nhau, đều phải trả. Thằng giàu thì nó còn biết lách luật,
nó còn biết lách luật để đặng nó trốn thế, nó trả nhiều nhưng mà cho ra cái phần trăm của nó đó thì nó ít hơn cái người nghèo. Anh chị em các bạn nên nhớ vậy đó, tại vì nó biết cách nó lách luật, nó khấu trừ. Còn mà dân lao động phổ thông bên Mỹ, tôi nói anh chị em các bạn độc thân đó, đóng thế bạc mạng, nó lấy không từ thứ gì. Bất cứ một chiếc xe gì mà lăn bánh ở trên cái con đường đó là đều phải trả lệ phí hết. Còn ở Việt Nam tôi thấy các bạn thấy đó, xe mà từ 3 bánh trở xuống gần như là được nhà nước ưu đãi. Ngay cả tôi thấy về vùng Đồng Nai của mẹ, những người dân mà họ sử dụng những chiếc xe máy cài đó, các bạn biết họ, ngay cả họ nhà nước địa phương đó, chính quyền địa phương nó còn cho người dân sử dụng những chiếc xe máy cài để đặng họ lưu hành, để đặng mà trong cái cuộc sống mà vận chuyển mà về nông nghiệp nữa được miễn rất là nhiều, rất là nhiều. Những cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được miễn cực kỳ, được miễn nhiều cái ưu đãi. Ở bên Mỹ thì ông không cần biết, anh ở đâu không cần biết, là anh phải sống, anh phải nộp đủ những cái thuế và những cái dịch vụ, những cái mọi thứ phúc lợi xã hội ngược lại về cho chính phủ để những người khác được hưởng. Ngoại trừ trường hợp những người mà tôi nói ở bên Mỹ này họ được hưởng đó, là phần nhiều là những thành phần họ lợi dụng cái phúc lợi xã hội để họ hưởng, nhất là cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Tụi nó là cái đám mà dòi bò, nó ăn bám cái phúc lợi xã hội của Mỹ, nó lợi dụng cái đó để đặng mà nó trục, nó hưởng những cái thành quả của những người lao động khác người ta làm. Anh chị em các bạn nên nhớ, nhiều khi tôi lên mạng trên Facebook này tôi thấy anh chị em các bạn nhiều khi những cái quyền lợi mà trong nước đó bị giống như là bớt được một phần nào đó, nhà nước có cái điều chỉnh đó, thì tôi thấy anh chị em các bạn than vãn rất là nhiều, than vãn tại sao chính phủ không làm cái này cho tôi, mà thực chất các bạn đang thừa hưởng một cái quyền lợi ở trong nước. Tôi nói phải nói cho ra dân Mỹ là anh chị em các bạn đều thừa hưởng rất là nhiều, mà nhiều khi tại vì ở trong nước các bạn không nhìn thấy, các bạn mà đi ra những cái quốc gia mà tư bản như thằng Mỹ này, tôi nói anh chị em các bạn mua cây kẹo, mua lít xăng, mua cây kẹo là mua tô phở, mua gói thuốc khúc là phải trả thuế, làm cái gì cũng phải đóng thuế và đóng lệ phí. Tôi nói đi ra công viên, những cái công viên mà nó mang tính, nó công viên mà nó phục vụ cho những cái nhóm người đông, tôi nói anh chị các bạn cũng phải trả lệ phí nữa. Như mỗi lần tôi nói tôi đi câu cá tôi cũng phải trả tiền lệ phí nữa. Tôi phải mua cái giấy phép đi câu. Nếu mà câu cá mà tôi không có mua giấy phép đi câu, nó phạt 150 đô. Nếu mà mình phạm luật nặng hơn, mình bắt cá nhiều mà mình có những cái hành động mình bắt không có chuẩn đó, nó phạt còn nặng nữa. Anh chị em nên nhớ, nó phạt còn nặng nữa. Rồi tôi nói như tôi có tàu đi ca là phải đóng tiền lệ phí tàu hàng năm, gọi là đăng ký giấy phép, rồi xuống bãi tàu cũng phải đóng thuế. Đóng tiền bãi, vô cửa cũng phải đóng tiền cửa nè. Mà như tôi có một chiếc xe bán tải á, nếu mà tôi đi chiếc bán tải không á thì tôi chỉ trả tiền lệ phí cho chiếc bán tải thôi, mà tôi kéo theo chiếc tàu nữa thì tôi phải trả thêm cái tiền cho cái chiếc tàu nữa các bạn, tiền lệ phí. Chứ đâu phải mọi thứ đều phải đóng, phải trả những cái phúc lợi xã hội đó. Bởi vì nhiều khi các bạn thấy ở bên Mỹ, những cái phúc lợi xã hội mà người ta hưởng là nhiều người, hàng triệu người khác đóng vào để có những cái người nọ được thừa hưởng. Còn ở trong nước Việt Nam, anh chị em các bạn đang thừa hưởng một cái sự gọi là, tôi nói dân trung lưu của Việt Nam, dân lao động phổ thông, sống được ưu đãi, được chính phủ gọi như phải nói là ưu đãi cực kỳ. Tôi nói ngay cả vấn đề đất đai cũng vậy, nhiều người dân nghèo họ có đất nông nghiệp, đất nông nghiệp và tự động họ cuốc, họ xây nhà xây cửa, rồi xây cấp 4 lên, rồi ông nhà nước cũng cấp phép, cấp giấy, cấp sổ để đặng mà hợp thức hóa.
để đặng mà người dân có được cái nơi mà gọi là định cư để sống, để làm ăn, được ưu đãi rất là nhiều. Ở bên Mỹ tôi nói chuyện các bạn làm chủ bất động sản anh phải đóng thuế. Nếu mà anh không đóng thuế cho ông nhà nước đó, ông sẽ tịch thu miếng đất của anh trong vòng 3 đến 5 năm anh không đóng thuế. Và mỗi một cái mà trễ hạn của nó đó là nó đóng nó phạt tiền lời, nó phạt tiền lời lên. Tôi nói cho anh chị các bạn biết. Đấy. Và tự động nó tịch thu cái miếng tài sản bất động sản của mình nếu mình không đóng thuế trong vòng 3 đến 5 năm. Nó đem ra, nó tự động nó đem ra ngoài cái thị trường của nó đấu giá. Nó đấu giá rồi ai có tiền ra đó mua cái bằng khoáng đó, nó gọi là mua cái đí, mua cái đét của cái người mà làm chủ bất động sản đó. Có nhiều người bị như vậy, nó trồng lên cao quá trả không nổi, coi như mất nhà luôn, mất tài sản. Luật mà các bạn thấy trong nước của Việt Nam của mình các bạn đang sống, tôi thấy mỗi lần nhà nước Việt Nam mà điều chỉnh cái gì một chút thôi là dân của mình la ầm ĩ lên. Rồi mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó nhảy vô bắt đầu là la làng la sớm lên. Các bạn biết tôi nói vấn đề xăng dầu ở bên Mỹ này, nó lên 5 xu 10 xu thôi, nó tác động cực kỳ vào đời sống của người dân Mỹ. Tại vì các bạn biết xe đổ mỗi một tầng người ta chạy, nếu nói mà tính tiền xăng nhá, là tính tiền trăm á, đi những đoạn đường xa đổ xăng đổ dầu, cứ nghĩ đi, một ga lông vậy mà nó tăng chừng 5 xu 10 xu thì anh chị các bạn nghĩ đi, một chiếc xe đổ 30 ga lông thì các bạn cứ nghĩ một ga lông nó bằng 3.6 lít, gần 4 lít, các bạn cứ tính tới đi. Cho nên nhiều khi tôi thấy ở trên mạng xã hội này, chúng ta cần phải ý thức. Nếu người dân Việt Nam mình mà ý thức được càng lúc càng cao, càng nhiều lên đó, thì đất nước phát triển, tôi nói đất nước phát triển cực kỳ mạnh. Bởi vì các bạn thấy tại sao ông Lý Quang Diệu ông dùng cái bàn tay sắt của ông khi mà ông xây dựng cái đảo quốc Singapore được như ngày hôm nay. Ông nói một tiếng là dân nó đem đất nó đưa cho ông luôn, từ một cái đầm lầy mà các bạn biết. Ông sử dụng những cái luật pháp bàn tay sắt của ông. Các bạn đi qua bên Singapore các bạn sẽ thấy những cái nề nếp về vấn đề mà mô hình xã hội cực kỳ khó, chứ không phải là giỡn đâu. Xả rác một cái là khôi là cũng mệt rồi. Qua đó mà ăn găm á, chun găm á là cũng bị phạt. Các bạn thấy không? Tôi phải giỡn đâu, nhổ lúc miếng cũng bị phạt nữa. Nó đời sống của nó cao đến độ như vậy đó. Bàn tay sắt của ông Lý Văn Diệu, ông cai trị cái bán đảo đó. Bởi vì có nhiều người, những cái các bạn đi ra cái xứ tư bản rồi, nhiều người tôi thấy nhìn về quê hương cũng vậy, mà trong khi đó ở cái xứ tư bản nó cóc đầu, nó bắt làm đầu tắt mặt tối. Tôi nói anh chị các bạn, làm nhiều khi ngày nói mà đi làm mà bấm thẻ đó, vô đó làm bấm thẻ bấm giờ lãnh lương, chờ cái tháng lãnh lương. Rồi bây giờ các bạn thấy nhiều người đi qua xứ người ta làm lao động đủ kiểu đủ cách hết. Có nhiều người quay về chê quê hương đất nước, rồi phá hoại, rất là đau lòng. Đất nước của mình, tôi nói nhiều khi ngồi suy gẫm thấy cái người dân của mình về vấn đề ý thức mô hình xã hội, tôi nói cho các bạn đừng buồn, còn kém lắm, rất là kém. Tôi thấy bởi vì tôi nhìn như vậy mà tôi rất là khâm phục những người lãnh đạo. Phải nói là họ quá giỏi, họ cực kỳ giỏi. Họ giỏi đến độ mà họ có thể làm sao mà cho đất nước được bình yên. Tôi thấy cực kỳ hay. Mỗi thứ, mỗi chuyện tôi thấy nhiều khi những người lãnh đạo họ phải xuống ngồi với dân, phải giải thích. Mà dân quan thì ít, mà dân tham thì lại nhiều. Nhiều khi tôi thấy nhìn về đất nước, thấy quê hương của mình, nhiều khi nhiều người ở trên mạng, nhiều khi các bạn share bài đồ cũng vậy, share bài rất là vô ý thức.
tôi thấy share những cái bài mình chỉ share theo cái kiểu như là cá nhân, nó mang tính cách nó không có khách quan lắm. Tin tức bây giờ tôi nói với các bạn, nhất là ở Việt Nam, truyền thông Việt Nam nó bẩn khủng khiếp. Việt Nam nó không có một cái hệ thống pháp luật về vấn đề truyền thông giống như bên Mỹ. Nó không có người ta, nó không có đủ sức răn đe mấy cái thành phần mà viết báo lo lách, rồi không có đủ sức để răn đe mấy thành phần mất dạy đó. Tôi ghét mấy cái thành phần nhà báo mà viết lách theo kiểu mất dạy, viết rồi thấy cái gì viết rồi tự biên tự diễn, viết rồi cái kiểu kích động. Ngay cả gần đây tôi thấy một cái trang báo ở trên mạng này, trên Facebook này, tôi thấy có một cái những cái trang báo tôi không biết thật hay giả, để là Công an Nhân dân mà nhiều lúc viết những cái status toàn là copy lại những cái bài báo của người khác mà viết những cái status để giật gân không à, viết theo kiểu giật gân không. Tôi thấy lúc trước tôi cũng thấy mấy lần, lúc trước tôi cũng có một số vậy, tôi bực mình, tôi hay nói mấy người đó lấy cái những cái trang báo để là Công an Nhân dân hay này kia mà về vấn đề mà quản lý đăng báo rồi cũng vậy, đăng toàn là những bài khác giật gân không. Tôi thấy Việt Nam cần phải có một cái luật về vấn đề báo chí để đặng đủ sức răn đe mấy cái thằng mà viết báo, rồi mấy cái thằng mà lên mạng tầm phàm. Các bạn biết cái truyền thông bẩn nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm lắm. Tại vì nhiều khi có nhiều người họ lên mạng cái gì họ cũng tin hết chứ, cái giống quái gì cũng tin chứ. Nhiều khi vài tờ báo đọc sơ sơ cái cũng tin rớp, không có tìm hiểu kỹ lưỡng gì hết. Các bạn thấy ngay cả cái vụ mà cái thằng mà ở Buôn Ma Thuột, nó cái vụ mà nó ở tù 2 năm gì đó, mà cái sự thật các bạn thấy không, tụi nhà báo nó viết loạn xạ sà ngầu hết, rồi mấy thằng chống cộng cực đoan nó chụp cái đó nó lại xuyên tạc. Mình không phía sau sự thật đó thì nó không phải là như vậy, các bạn thấy. Thành ra tôi phải nói là khâm phục những người lãnh đạo ở Việt Nam. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye. Thôi thì lại mình chị thấy có một ít chuyện cho nên chia sẻ với anh chị em các bạn, để anh chị em các bạn thấy những cái nan đề trong một cái xã hội, nhất là trong cái truyền thông mạng ngày hôm nay, chúng ta phải hết sức cẩn thận anh chị em các bạn. Share bài cũng vậy, mình cần phải ý thức. Chúng ta cần phải ý thức, chứ không phải cái bài gì đụng cái xe. Hello Chucky boy, hello my boy. My boy. This my boy right here. My big boy, come on boy. Let's go inside. Let's go inside boy. Let's go inside. Happy now son. Happy ha. Bye bye. Chào anh chị em các bạn nha. Come on boy, my gì? Yeah, my boy. My good boy. You good boy, you know? I know. Body của nó, này là body á, body gó của mình á. Bao que vô là nó đốt liền á. Hả con ha? Hả xem? Gì? Phái cưng lắm, phái thương lắm. Tắm rửa sạch là vô nhà chơi hả? Come on xem, come on. Nó mới đẻ được con bầy. Khôn giả mày. Cái bài. Bye bye, xin chào chị các bạn nha. Bye bye.